Vâng, bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái bài toán tiếp theo, bài toán số 4. Thầy ký hiệu ở đây là 814, chương 8 bài 1 câu số 4. Cái bài toán số 4 này thì cái đề nó cũng khá là đơn giản. Thầy có thể đọc ra đây cho các em theo. Cho tứ diện đều ABCD, cạnh là A nhỏ, gọi ô là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Câu hỏi chứng minh rằng AO thẳng góc với lại CD. Bây giờ thầy sẽ phát họa cái hình vẽ ra một tí, rồi sau đó thì thầy sẽ vẽ lại. Ta có một cái tứ diện đều ABCD, có nghĩa là tất cả các cạnh nó đều bằng nhau hết và bằng A nhỏ. O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Thì cái tam giác BCD nó là cái tam giác đều, thành thử ra là cái tâm O của nó đó, cái tâm O của đường tròn ngoại tiếp này nè, chính là cái giao điểm của các cái đường trung tuyến của cái tam giác đáy là BCD, hay nói cách khác O là trọng tâm của tam giác BCD. Và người ta yêu cầu mình chứng minh rằng AO thẳng góc với lại CD. Bây giờ thầy vẽ cái hình vẽ chính thức nha. Dĩ nhiên là thầy giảng bài thì thầy phải vẽ vậy thôi, chứ thực sự ra các em không cần phải 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 vẽ một cách là nó chỉnh chu như thế này. Thầy giảng bài thì thầy phải phải làm cho nó chỉnh chu một tí. Như vậy thì ta có là cái hình tứ diện đều A, B, C, CD và các cạnh của nó đều bằng nhau cả, và là bằng A nhỏ. O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BC, CD. Thì cái tâm đường tròn ngoại tiếp á, là nó là giao điểm của ba cái đường trung tuyến, ba cái đường trung tuyến. Thì O nó nằm đây, O nó cũng là tâm của cái đường tròn ngoại tiếp cái tam giác đáy. Thì như vậy á, thì bây giờ người ta yêu cầu mình chứng minh rằng AO thẳng góc với CD. Thầy kẻ AO nha. Rồi. Bây giờ các em thấy rằng để chứng minh rằng là AO mà thẳng góc với CD á, thì nó có nhiều cái cách để chứng minh. Bây giờ thầy dùng cái phương pháp là sử dụng tích vô hướng. Như vậy thì AO, nếu mà AO á mà thẳng góc với lại CD thì cái tích vô hướng AO nhân với CD nó phải bằng zero. Bây giờ thầy sẽ chứng minh rằng cái tích vô hướng này bằng zero. Bây giờ như vậy thì thầy viết qua bên này, AO nhân với lại CD thì AO này á thì thầy lấy là điểm C, thì xen vào điểm C vào. Như vậy thì AO này là bằng CO trừ CA, CO trừ cho CA, rồi sau đó mình nhân với lại CD, sau đó mình nhân với lại CD. Rồi bây giờ thầy mới nhân phân phối ra là CO nhân với CD, CO nhân với lại CD trừ cho CA nhân với CD, trừ cho CA nhân với lại CD. Các em theo dõi tiếp nha. CO, CO mà nhân với lại CD. Các em thấy rằng CO á nó là cái đường trung tuyến, CO là nó là cái đường trung tuyến. Như vậy thì CO này á
nó sẽ bằng 2/3 chiều dài của trung tuyến. Như vậy thì CO nhân với CD á, thì đầu tiên thầy viết theo cái công thức của cái tích vô hướng là CO giá trị tuyệt đối nhân với lại CD giá trị tuyệt đối nhân với lại cái cosine của cái góc xen giữa, cosine của cái góc xen giữa là CO và CD. CO và CD. Đấy. Trừ cho CA nhân với CD, trừ cho CA nhân với CD. Mà CA mà nhân với CD thì các em biết là cái tam giác ACD nó là cái tam giác đều, thành thử ra là CA nhân với CD á thì nó cũng là CA giá trị tuyệt đối nhân với lại CD nhân với giá trị tuyệt đối. Cái góc giữa CA với CD này dĩ nhiên nó là góc 60 độ. Cos của 60 độ. Ta tiếp tục. CO là bằng 2/3 trung tuyến, có nghĩa là 2/3 mà trung tuyến của cái tam giác đều là A căn 3 trên 2. Trung tuyến cũng là đường cao trong cái tam giác đều, cạnh là A thì cái trung tuyến nó là A căn 3 trên 2. À, như vậy thì ta có là CO là bằng 2/3 trung tuyến, CO bằng 2/3 trung tuyến nhân với là CD, nhân với CD là nhân với A. Rồi nhân với cosin của cái góc giữa CO và CD thì các em biết là cái CO này nó là đường trung tuyến, nó cũng đóng vai trò là đường phân giác, cho nên cái góc giữa CO với CD này là bằng 30 độ. Cos của 30 độ. Trừ cho CA nhân với CD, CA là bằng A nhỏ, CD cũng là A nhỏ. Rồi cos của 60 độ. Tới đây thì các em chỉ việc là đơn giản thôi, trên 2 dưới 2 các em đơn giản. A nhân A là A bình phương căn 3 trên 3. A bình phương căn 3 trên 3. Cos 30 độ là bằng căn 3 trên 2. Căn 3 trên 2. Trừ cho A nhân A là A bình phương. Cos 60 độ bằng sin 30 độ bằng 1/2. Như vậy thì các em có gì? Các em có là căn 3 nhân với căn 3 là bằng 3, 3 đơn giản cho 3. Như vậy các em có là A bình phương chia cho 2 trừ cho A bình phương chia cho 2. Như vậy thì là bằng 0. Rút cuộc lại thì thầy trò của chúng ta đã chứng minh được là cái tích vô hướng giữa hai vector AO và CD là bằng 0. Từ đây các em có thể suy ra được là AO thẳng góc với lại CD. Cái bài toán của chúng ta kết thúc tại đây. Nhưng đây là cái phương pháp của thầy đang dùng, đó là sử dụng tích vô hướng mà các em đã học ở dưới lớp 10. Thực ra thì các em có thể dùng nhiều cách để chứng minh rằng là AO thẳng góc với CD. Hay nói cách khác là AO này nó vuông góc với cả cái mặt phẳng đáy là BCD. Hay là AO này nó vuông góc với cả cái mặt thẳng của cái đường tròn đáy. Đấy. Thì nói chung là nó có nhiều cách giải. Thầy sử dụng cái phương pháp mà tích vô hướng ở lớp 10. Chúng ta kết thúc cái bài toán tại đây để sang cái bài toán 815.